là tỉnh đi đầu trong việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, cấp phép đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Để tháo gỡ tồn tại này, tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến và cổng dịch vụ công quốc gia. Còn trong lĩnh vực cải cách tài chính công, tỉnh sẽ tập trung đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, tăng cường thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng chậm giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban tỉnh để cải thiện cái phương pháp lập dự toán, phân bổ dự toán và điều hành ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của cái năm kế hoạch. Thứ hai nữa là đôn đốc các đơn vị để phân bổ dự toán sớm so với cái mục tiêu đề ra. Và trong điều hành ngân sách thì kể cả lĩnh vực thu và lĩnh vực chi thì phải đảm bảo cân đối giữa thu và cái khả năng giải ngân vốn, giữa cái mục nguồn thu để tập trung cho đầu tư xây dựng cơ bản đối với nguồn thu để thu tiền đất, vân vân. Để người dân và doanh nghiệp thực sự là chủ thể trong việc tiếp cận các dịch vụ công, việc khảo sát sự hài lòng của người dân sẽ tiếp tục được thực hiện sát sao hơn nhằm lắng nghe những cảm nhận, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong thời gian tới cũng sẽ có thêm nhiều dịch vụ công mới dễ tiếp cận hơn được đưa vào sử dụng, giúp người dân, tổ chức và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, tiếp nhận xử lý kịp thời những ý kiến góp ý, những phản ánh kiến nghị của công dân. Trước hết phải quán triệt cái mục tiêu là phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, để mà qua đó thực hiện cái cải cách hành chính, nâng cao các cái yếu tố phục vụ. Vì vậy là phải tiến hành đồng bộ, phải coi trọng cái mục tiêu và phải mổ xẻ phân tích, chia nhỏ các yếu tố ra để sao cho cải cách hành chính ngày một tốt lên, thì người thụ hưởng chính là người dân, là doanh nghiệp. Người ta sẽ nhìn thấy, ghi nhận và có đánh giá cao đối với chính quyền của địa phương. Để xây dựng một chính quyền phục vụ hoạt động ngày càng hiệu quả, tỉnh đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện và coi đây là một động lực để cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc cần làm ngay đó là việc triển khai kết nối liên thông, tích hợp giữa phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm chuyên ngành của các bộ ngành trung ương và bổ sung hoàn thiện một số chức năng hỗ trợ tổ chức, người dân trong giao dịch trên cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân và doanh nghiệp khi khai thác sử dụng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý chung.